Kính chào quý bà con và quý khán giả đang theo dõi chương trình Nông nghiệp bền vững. Thưa quý bà con, diễn ra khá thành công năm 2018. Năm 2019 này, thành phố Long Khánh tiếp tục tổ chức lễ hội trái cây Long Khánh mùa trái chín lần thứ hai. Nhằm giới thiệu, quảng bá các sản phẩm. Với mục tiêu xúc tiến, quảng bá du lịch, giới thiệu đến bà con du khách trong và ngoài tỉnh sự phong phú, đa dạng các loại trái cây, đặc sản chất lượng cao của thành phố Long Khánh. Năm 2019 này, Long Khánh tiếp tục tổ chức lễ hội trái cây Long Khánh mùa trái chín lần thứ hai, thu hút được sự quan tâm của bà con, du khách trong và ngoài địa phương. Lễ hội trái cây Long Khánh lần thứ hai năm 2019 được tổ chức vào những ngày Long Khánh đang vào mùa thu hoạch với nhiều loại trái cây chín rộ như chôm chôm, sầu riêng, măng cụt, thanh long, bơ, mít, v.v. đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu tham quan và thưởng thức trái cây của du khách, là nơi tôn vinh thành quả lao động của bà con nông dân, tiếp tục tạo sự liên kết chặt chẽ giữa bốn nhà: nhà nông, nhà nước, nhà khoa học và nhà doanh nghiệp. Thành phố Long Khánh, tiếp sau thành công của lễ hội trái cây năm 2018, năm 2019 này, ban tổ chức lễ hội huy động gần 40 gian hàng trưng bày, giới thiệu trái cây đặc sản của gần 140 hợp tác xã, tổ hợp tác, hộ nông dân tham gia liên kết du lịch vườn. Và cái lễ hội trái cây này thì nó mang cái tính chất là quảng bá được cái thủ phủ trái cây của Long Khánh mình. Cái lợi ích của cái lễ hội trái cây là để mang quảng bá cho nhiều người biết và biết tới Long Khánh mình có một cái xã Bình Lộc hoặc là những xã khác nữa đang làm du lịch vườn. Hôm nay phường Suối Tre tham gia lễ hội trái cây cũng mong muốn là khách du lịch trong và ngoài địa phương quan tâm và tham gia các liên kết vườn của phường Suối Tre để quảng bá sản phẩm của phường và giúp cho bà con có tăng thêm thu nhập. Để đáp ứng nhu cầu đến tham quan, thưởng lãm và mua sắm của du khách, năm nay lễ hội có các hoạt động trưng bày sản phẩm trái cây đặc sản như chôm chôm, sầu riêng, mít, măng cụt và một số nông sản có tiềm năng, giúp du khách hiểu rõ hơn về vùng trái cây nông sản, quê hương, con người Long Khánh. Vùng đất Long Khánh này là như vậy, là cái phát triển về cái du lịch và phát triển về cái cây nông nghiệp đặc sản này rất là tốt. Thứ nhất là tôi thấy là cái đặc biệt là có những cái sản phẩm phục vụ cho cuộc sống con người. Thí dụ như là tôi nói là linh chi và trái cây ở đây thì như thế này chúng tôi thấy rất là ngon. Thưa quý bà con, cùng sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh, vài năm gần đây, mô hình phát triển du lịch vườn, du lịch sinh thái ở vùng nông thôn thành phố này ngày càng nhiều. Việc đầu tư kinh doanh từ mô hình này đã góp phần nâng cao thu nhập cho người nông dân, đặc biệt là quảng bá, hiệu quả tiềm năng đất và người trên thành phố mới. Được biết đến như thủ phủ trái cây miền Đông Nam Bộ, với tổng diện tích trên 194 km2, trong đó đất nông nghiệp chiếm gần 86%, thành phố Long Khánh có nhiều tiềm năng về tài nguyên thiên nhiên gắn với các di tích lịch sử, văn hóa. Long Khánh có đất đai màu mỡ, thuận lợi cho phát triển các loại cây công nghiệp, cây lâu năm. Đây còn là vùng đất có cây ăn quả đa dạng, phong phú, bốn mùa cho trái ngọt, thơm ngon, có nhiều vườn cây với tuổi đời hàng chục năm, được canh tác theo hướng bền vững, đảm bảo chất lượng, giá trị của sản phẩm cao. Với nghị quyết 08 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 118 của tỉnh ủy về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, từ năm 2017 đến nay, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Long Khánh đặc biệt quan tâm tạo điều kiện cho bà con nông dân phát triển du lịch Long Khánh. Chủ trương trên cũng là tiền đề và là động lực để quảng bá du lịch sinh thái vườn. Du lịch sinh thái cũng là mục tiêu quan trọng trong phát triển du lịch của thành phố Long Khánh đến năm 2020. Hiện nay, thành phố Long Khánh có trên 40 điểm du lịch sinh thái vườn. Mô hình này đến nay được đánh giá rất hiệu quả, tăng thu nhập và mở rộng hướng đi mới cho bà con nông dân.
đất nước mình nói chung và cũng từng địa phương nói riêng thì cũng rất là muốn phát triển về du lịch. Tại du lịch là một cái tiềm năng mà phát triển rất là tốt, đem lại cái nguồn ngoại tệ cũng như là cái kinh tế cho từng địa phương và hòa chung với lại của đất nước. Thì bản thân là làm một cái có một cái miếng vườn nhỏ thôi, nhưng mà thấy được cái tiềm năng của du lịch thì gia đình cũng muốn phát triển để thử nghiệm, trước tiên là thử nghiệm, sau là cũng thấy là sau một thời gian thì cũng thấy có thể phát triển được hơn nữa về cái mô hình này. Năm nay theo như ban tổ chức thì Long Khánh có 19 điểm để kết nối với hơn 100 vườn trái cây, diện tích trên 200 hecta. Hy vọng là đây sẽ là một dịp để kích cầu phát triển cho du lịch Long Khánh nói riêng cũng như là của tỉnh Đồng Nai nói chung. Với việc quảng bá rộng rãi, thời gian gần đây, du lịch sinh thái vườn Long Khánh là một trong những cái tên mà du khách trong ngoài địa phương tìm đến, tham quan, trải nghiệm thưởng thức các loại trái cây mùa hè tươi, ngon hấp dẫn. Con đã đến đây, đây là lần đầu tiên mà con thấy rất là vui luôn. Ở đây là được câu cá nè, hái trái cây, trèo lên cây, đu cây rất là thoải mái. Khách thành phố giờ người ta rất thích là những cái du lịch kiểu như thế này, đi gần rồi... xuống đây cũng đầy đủ, có các món ăn này nọ y như trên thành phố vậy, nhưng mà lại rất là sạch và hoàn toàn là từ thiên nhiên, từ giống như cây nhà lá vườn. Để vùng chuyên canh trái cây đặc sản phát triển hiệu quả, ngoài thiên nhiên ưu đãi về thổ nhưỡng, khí hậu, còn có sự cần cù, thông minh, ham học hỏi của bà con nông dân nơi đây. Hiện nay, thành phố Long Khánh đã xác lập được nhãn hiệu sầu riêng Long Khánh, chỉ dẫn địa lý đối với sản phẩm chôm chôm Long Khánh. Với mô hình du lịch sinh thái vườn, hàng năm, nông dân canh tác trái cây đặc sản thành phố Long Khánh có thu nhập trung bình hàng trăm triệu đồng trên một hecta, giúp bà con vươn lên làm giàu, phát triển sản xuất nông nghiệp ổn định và bền vững. Nhiều năm qua, nhắc đến cây trồng ở xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu, người ta ít nói về cây có múi. Thế nhưng vài năm gần đây, khi về vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao ở xã vùng sâu này, thì cây quýt và bưởi đã trở nên phổ biến. Nếu như mô hình trồng quýt Việt Gáp ở Phú Lý trong 3 năm trở lại đây giúp nhiều nông hộ vươn lên khá giàu, thì mô hình trồng bưởi theo hướng hữu cơ, mặc dù chưa thật sự phổ biến, nhưng bước đầu đã giúp một số nông hộ thấy được hiệu quả nhất định. Vườn bưởi da xanh có diện tích 2 hecta này là của hộ ông Phan Minh, phó giám đốc hợp tác xã nông nghiệp Bình Minh, xã Phú Lý. Năm 2015, khi hợp tác xã này thành lập, ông Minh là người đầu tiên trồng cây bưởi này. Điều đặc biệt hơn là ông trồng theo hướng hữu cơ, thân thiện với môi trường. Mà đến cái vườn bưởi này á, thì thấy là bưởi trái rất là sai và cái không khí nó rất là mát. Vậy thì ở đây thì mình áp dụng canh tác theo kỹ thuật sạch là như thế nào ạ? Cái hướng mà sản xuất sạch với là nó cũng giống như mình gọi cho nó nhanh là hướng hữu cơ, sinh học hữu cơ á, thì đối với bà con nông dân của tỉnh Đồng Nai nói chung, xã Phú Lý nói riêng thì nó rất mới mẻ. Nhưng mà bên hợp tác xã thì có một cái hướng đi rất tức là mới, có nghĩa là chọn cái hướng sinh học này để làm khi mình canh tác ra, mình đưa ra có sản phẩm, mình đưa ra ngoài thị trường thì được rất nhiều người là khách hàng họ đồng tình. Về bên hữu cơ sinh học á, thì nó phải tuân thủ, nó có một cái kỹ thuật khép kín, có nghĩa là không được tùy tiện dùng các loại thuốc bảo vệ thực vật mà phải có sự hướng dẫn hoặc là trong lịch của hợp tác xã. Đấy thì bên cái hướng sinh học á, thì mình chỉ dùng các cái loại tức là thuốc sâu sinh học hoặc là chiết xuất từ là ngũ cốc hoặc là thảo dược. Đấy. Trong hợp tác xã mà dùng phân hữu cơ có thể chiếm đến từ 70%, còn 30% là dùng các loại phân khác. Có mặt ở xã vùng sâu Phú Lý khoảng thời gian chưa lâu, thế nhưng từ giá trị kinh tế cao mà từ diện tích chỉ vài chục hecta trước đây đến nay đã tăng trên 200 hecta. Trong đó diện tích bưởi được trồng hữu cơ trên 25 hecta thuộc hợp tác xã nông nghiệp Bình Minh. Từ những lợi ích đạt được của hợp tác xã trong việc áp dụng theo hướng trồng bưởi hữu cơ,
mô hình đang được chính quyền địa phương xã Phú Lý đặc biệt quan tâm. Phú Lý là nông nghiệp, chủ yếu là sản xuất nông nghiệp. Thì đảng ủy đã quy hoạch vùng, thì trong đó đối với cái bưởi da xanh, thì ở Phú Lý là chúng tôi tập trung cho sản xuất sản phẩm sạch theo trình Việt Gáp. Và phương pháp làm chủ ba con thì đều được hỗ trợ nhau để mà sản xuất theo phương án này, đó là sản xuất sạch để đưa ra thị trường. Thì hiện nay ba con rất ủng hộ để mà thực hiện cái sản phẩm này và hiện nay rất là hiệu quả. Sản xuất theo hướng sinh học hữu cơ, tức là người ta gọi là nông nghiệp sạch, thì so với là sản xuất bình thường thì điều đương nhiên mình người nông dân là mình phải xác định cho dù là sản lượng nó bằng nhau cũng được. Ví dụ như là một tương đương với một hecta có thể là từ 25 tới 30 tấn cho một năm. Thì nhưng riêng về vấn đề mà sản xuất về hướng sạch hữu cơ sinh học thì nó cái chất lượng của nó rất cao và rất được, tức là những người tiêu dùng họ đồng tình ủng hộ. Đấy. Thế thì bởi vậy là khi người nông dân mà mình chọn, tức là cái vấn đề sinh học á, thì mình chọn ở cái vấn đề là người tiêu dùng. Theo hướng nông nghiệp hữu cơ, năng suất bưởi da xanh của các thành viên trong Hợp tác xã Nông nghiệp Bình Minh hiện nay đạt trung bình khoảng từ 20 đến 25 tấn trên 1 hecta, giá luôn cao hơn trên 30% so với bưởi trồng thông thường. Sản phẩm bưởi da xanh hữu cơ ở xã Phú Lý hiện nay đang được tiêu thụ ở thành phố Hồ Chí Minh và một số siêu thị, được khách hàng đánh giá cao về chất lượng. Với cách trồng này, tính trên 1 hecta bưởi da xanh hữu cơ, sau khi trừ các chi phí, mỗi năm bà con thu nguồn lãi trên dưới 700 triệu đồng. Nhiều nông hộ trồng bưởi ở xã Phú Lý cũng từ đây mà vươn lên làm giàu. Nổi tiếng nhiều năm với nhà máy sản xuất phân hữu cơ và trang trại trồng dưa lưới giống châu Âu. Năm 2019 này, trang trại Việt xã Xuân Trường, huyện Xuân Lộc thí điểm một số giống cây mới, trong đó có giống chanh dây Đài Loan. Hiện giống chanh này đang phát triển khá tốt, đáp ứng với cách chăm sóc theo phương pháp hoàn toàn hữu cơ, thân thiện với môi trường. Có mặt ở trang trại Việt từ tháng 2 năm 2019, giống chanh dây Đài Loan được trang trại trồng khép kín trong khu vực chuyên canh các loại rau quả xuất khẩu. Sau 3 tháng, chanh dây phát triển vượt trội, mẫu mã đẹp, năng suất cao. Anh ơi, thì em thấy là cái chỗ trồng chanh dây này á, em được biết là cái khoảng thời gian nó cũng không có dài, nhưng mà em thấy nó phát triển rất là tốt luôn á. Thì anh có thể cho bà con được biết là mình trồng như thế nào mà nó phát triển được tốt như vậy à? Vâng. Cái quy trình hữu cơ thì trang trại Việt đã ứng dụng cho dưa lưới của châu Âu, rồi ớt chuông, rồi tất cả các loại rau thì rất là thành công. Thậm chí cà phê, rồi cacao, hồ tiêu. Tuy nhiên đối với chanh dây là cái thị trường đang mới nổi, bài toán kinh tế rất là cao. Một số bà con ở Đắk Lắk, Đắk Nông, những vùng cao nguyên, nó là xứ lạnh, đang tập trung trồng. Và cho cái bài toán kinh tế tương đối tốt. Nó là hoàn toàn trồng bằng trên cái nền đất cát, bổ sung cái giá thể bằng cát với lại phân hữu cơ, với lại một ít đất ở trên cái nền đất có sẵn ở Xuân Lộc, kết hợp với cái nhà màng mà có hệ thống kiểm soát nhiệt độ. Thì hiện tại đến giờ giai đoạn này thì mặc dù chỉ có mình sử dụng trên cái nền phân hữu cơ cho cái cây dưa lưới, thì cây chanh dây phát triển tương đối là rất là tốt so với đánh giá của một số khách hàng tới. Nếu tính theo cách trồng truyền thống thì các giống chanh dây phát triển và đậu trái từ khoảng tháng thứ 5, thứ 6. Thế nhưng với cách chăm sóc 100% hữu cơ cộng với hệ thống nhà lưới công nghệ cao đã giúp trang trại rút ngắn một nửa thời gian thu hoạch. Đặc biệt, phần thân lá và phần trái chanh dây phát triển to hơn thông thường. Trang trại Việt đang phân phối một số cái vườn lớn để đang có những cái kế hoạch trồng lớn về cây chanh dây xuất khẩu châu Âu. Để song song đó thì sẽ lấy những cái mẫu để về nghiên cứu cái chế độ dinh dưỡng của nó. Trên cái nền hữu cơ tự nhiên nó đầy đủ đa trong vi lượng và cái chất hữu cơ, thì cái cây nó phát triển một cách toàn diện và bộ rễ rất khỏe. Vì vậy mà cái dinh dưỡng nó nuôi lên tốt. Dự kiến là cái trái nó sẽ cái loại 1 mà để đi xuất khẩu châu Âu hiện tại 12 quả cho 1 kg là gọi là hàng lớn nhất.
Nhưng mà dự kiến cái này thì nó tầm khoảng 7 đến 8 quả là nó đã đạt được 1 kg rồi. Thì đó là cái nhận định ban đầu. Mà về cái độ tốt của nó, tức là phát triển nhanh hơn, ra trái cho quả sớm hơn, cây khỏe hơn, chắc hơn, và cái trái, cái màu sắc cũng đẹp và lớn nhanh hơn. Sản xuất nông nghiệp theo công nghệ cao hay kỹ thuật hữu cơ thời gian qua đã mang lại cho người nông dân những lợi ích về chất lượng và giá trị kinh tế cao. Đối với trang trại Việt, việc không ngừng tìm tòi, áp dụng các giống cây trồng mới có năng suất cao, có tiềm năng xuất khẩu như giống chanh dây hiện nay đang được nhà vườn các địa phương tham khảo để canh tác nông nghiệp đúng định hướng, nông nghiệp sạch, ổn định và bền vững.